À, ok, hôm nay đã chia sẻ với mọi người về một cái Sơ đồ Mà hiện tại Cũng như là trong thời gian ngắn tới Cũng có một cái hiện tại Có một số một số cái là trong thời gian ngắn tới là Là chúng ta sẽ có Nói ví dụ như là te, te -te sale chẳng hạn te -te sale thì uh, Ngày mai sẽ có một bạn, ngày kia sẽ có một bạn uh, Thực ra là đội này là đáng lý ra là nó sẽ sang cả Thế nhưng mà nó Ngại cái việc là Nghỉ cùng một lúc Tuy nhiên nghỉ 7 bạn, có một team leader và 6 bạn là nhân viên cùng một lúc nghỉ nên là họ sẽ nghỉ rời ra. Nghỉ từ bây giờ cho đến ngày 15 tháng tháng 12 là họ sẽ về cả. Những cái đội đấy thì nó, anh chị biết rồi là cái đội là sale nó sẽ giải quyết quá là nhiều việc trong việc là xử lý về dữ liệu và kinh doanh. Đấy. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người về cái cơ cấu tổ chức của công ty uh, khởi nghiệp. Cái câu chuyện ở đây người ta gọi là khởi nghiệp tinh gọn đấy luôn luôn quan điểm của em là làm thế nào để tối giản nhất có thể cái việc là khởi nghiệp, khởi nghiệp làm sao để thứ nhất cái chi phí chúng ta luôn luôn kiểm soát được, thứ hai là từng vị trí, từng vị trí nhân sự là nó được khai thác một cách tối đa có thể. Đó. Thì từng cái vị trí nhân sự thì nó được khai thác tối đa. Thì đây nha em, hãy chia sẻ một người tất nhiên rồi trong công ty thì bao giờ cũng sẽ có một người. Là, là đứng ở vị trí cao nhất thì đương nhiên cái vị trí này em đảm nhiệm. À, về lâu dài thì ban điều hành sau này nó sẽ có thêm những cái thành những cái bạn khác để để hỗ trợ à, em. Ví dụ như là uh, phó giám đốc hay gì, gì đấy. Những cái vị trí đó là những vị trí mà không phải thời điểm này mà sẽ là thời điểm sau chúng ta sẽ uh, bổ sung vào. Còn thời điểm này hiện tại chúng ta đối với vị trí mà quản lý trực tiếp ngay dưới em thì hiện tại là chúng ta đang có ba vị trí, khuyết một vị trí là CMO là giám đốc marketing còn giám đốc kỹ thuật, vận okay. à, hành này và kinh doanh thì hiện tại là chúng ta đang có ba cái vị trí này sẵn rồi, Đấy, các bạn làm tương đối em thấy tương đối là ổn, tương đối là, là có kinh nghiệm. Em nói ví dụ như bạn vị trí về CTO chẳng hạn, CTO là bạn đã thi theo em trong những cái dự án hôm nay là Hương nó có gửi vào cái Hương với như chị Kim Chi sao ấy, có gửi vào group tìm hiểu là Naspay, mấy uh, cái uh, startup mà em đã uh, quản lý trực tiếp hoặc là tự tự start và nhận được đầu tư đã từng nhận được đầu tư khá khá rồi nhận cũng phải uh, mười mấy tỷ rồi nhưng mà nó cũng là xong trong mấy dự án và đa phần những cái dự án đấy là em start up ở trong lòng của họ tức là ngồi ở trong văn phòng của tập đoàn đó ví dụ Nextech em ngồi trong tập đoàn Nextech, Apota em ngồi trong Apota hay là Yotel em ngồi Yotel chứ còn để mà start up một cái dự án mà gọi là ngồi riêng hẳn thì đây cũng là một lần đầu tiên mà em làm những cái lần trước ấy thì nó sẽ được bổ trợ ở nhiều cái em nói ví dụ như là công ty nó có sẵn liên quan các bộ phận liên quan như tổ chức hành chính nhân sự kế toán và pháp lý tức là phần phần vận hành này là công ty nó có sẵn rồi đấy, thì em không phải lo lắng gì về chuyện đấy nữa tuy nhiên là bây giờ khi mà tự làm thì nó sẽ phải là là lo nhiều hơn nhưng mà thực ra là uh, họ có sẵn nhưng mà về mặt điều hành về mặt uh, trả lương về mặt theo dõi về mặt quản lý công việc thì đương nhiên là em đã từng phải quản lý tất cả Chứ cũng chẳng có ai quản lý hộ cả Đấy. Thì hôm nay em chia sẻ với mọi người về Một cái câu chuyện Là quản trị nhân sự của công ty Em sẽ chia sẻ khoảng Việc này trong khoảng 30 phút Sau đó là Kiên và Thiệp Hai bạn vừa đi Sapa ngày hôm trước Các bạn sẽ báo cáo lại cho mọi người cái Kết quả chuyến đi Sapa vừa rồi Và em cũng sẽ chia sẻ thêm một số cái Sau khi mà em làm việc thêm với cả anh em Tech Thì để mọi người hiểu được là Chúng ta sẽ cố gắng sale cái 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 cái, cái uh, sản phẩm trên đó như thế nào và chúng ta sẽ làm thế nào để phát triển cái trên đó thật nhanh. Thế thì uh, em chia sẻ về cơ cấu hiện tại chúng ta chia làm bốn bộ phận. Những cái số mà em viết đằng trước này nhé, là những số nhân, nhân sự hiện tại đang có. Đó, à, chắc chắn rồi, chúng ta là công ty công nghệ nên cái quân số đông nhất thì hiện tại đang dành cho tech. Hiện tại đang tech chúng ta đang có 14 người, 15 người cả CTO. Đấy trong đó có một số vị trí định biên là là full time còn lại là có cả các bạn là part time thực ra các bạn là part time thì uh, cái trình độ của các bạn còn cao hơn cả bạn là full time tuy nhiên là cái mức lương của họ hiện tại đang nhận được của các công ty nó tương đối là nhiều tương đối với cái mức lương họ toàn hai nghìn ba nghìn thậm chí còn nhiều hơn chính vì vậy mà hiện tại chúng ta sẽ chưa đáp ứng được toàn bộ cái mức lương đấy nhưng mà cái các bạn đấy lại là những các bạn mà đã đi theo em từ rất lâu rồi năm sáu năm khởi nghiệp anh em với nhau rồi nên là bây giờ họ làm thực sự là rất tâm huyết và họ đặt một cái niềm tin, đặt niềm tin vào công ty cũng như đặt niềm tin vào đội ngũ anh em đang phát triển và đương nhiên là đặt niềm tin vào em để để phát triển với các bạn CTO này. À, ngoài ra chúng ta có đội làm web cũng có bốn bạn, Đấy, toàn bộ những cái phần liên quan đến web là các bạn sẽ xử lý. Thứ hai là các bạn là mobile thì có hai Android, hai iOS, iOS vận hành có một, test có một và các bạn làm hệ thống. Các bạn làm hệ thống là các bạn mà mạnh nhất ở công ty Là các bạn chuyên core dữ liệu lấy data từ khắp các nơi về gọi phân tích, như là cái Telegram mà mà tạo ra data của 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 Sapa ấy ấy, là hiện tại là đang có. Và tuần này bắt đầu là sẽ là kéo dữ liệu từ cả Đà Nẵng, cả Phú Quốc, cả Nha Trang, cả Đà Lạt, tất cả những nơi về du lịch của Việt Nam về để cho các bạn tele sale là các bạn sẽ sẽ gọi điện tư vấn trong tuần này. Đó. Thì uh, hiện tại là các bạn hệ thống các bạn đang làm được mấy việc đấy là việc thứ hai là các bạn đang xây cái hệ thống dành riêng cho 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 uh, Dành riêng cho Bên bên uh, nhà mạng Mà hiện tại là hôm trước em có chia sẻ qua Với ở mấy chị leader ấy Là cái cái uh, Các bạn hiện tại đang xây dựng Đây Nhà mạng Thì các bạn hiện tại đang xây dựng một cái hệ thống dữ liệu lớn rồi Để để đẩy vào nhà mạng và em uh, tin rằng là chỉ uh, đâu đó khoảng vài tháng nữa thôi Là chúng ta sẽ liên tục nhận được tin nhắn từ Viettel Từ Mobile Vina thì chưa Em nói thật là Vina sao nó khoai thế Em vừa đi nói chuyện mà nó vẫn không giải quyết được Là uh, Vina này uh, Em có thể vào được Viettel uh, Telecom Viettel Pay uh, VN, uh, pay là một uh, đơn vị mà cung cấp cả cái uh, Cái 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 um, đây ví dụ như là VNPay họ cung cấp tất cả các app cho banh, thì đây là hai đơn vị mà em và thắng CTO là chơi rất thân thuộc với họ rồi. Đó. À, thì chúng ta sẽ vào vào ngay hai cái này. Đó, sẽ vào ngay. Hôm trước đây em cũng chia sẻ mọi người thêm một cái này hôm trước vừa trao đổi với họ, họ cho cái phân tích kỹ thuật. đây để em chia sẻ mọi người. cái này là thông tin về kinh doanh của người ta nhưng mà người ta cho cho chúng ta để chúng ta học học cái cái sản phẩm cái cách cái cách viết đây em chia sẻ cho mọi người hôm nọ em vừa trao đổi với đầu mối bên đấy thì đáng ra cái hợp đồng này là hợp đồng mà họ không thể chia sẻ được bởi vì hợp đồng liên quan đến làm ăn và và, và, và hợp tác của họ thì họ không thể chia sẻ được tuy nhiên là họ cũng muốn là chúng ta vào làm việc với lại là viettel viettel pay cho nên để cho anh nghe nhé Để cho anh tiếng ấy. Đấy. Thì uh, họ cho mình đây, thì, Thực ra là cái này là cái Em cũng không muốn sâu nhiều nhưng mà em muốn sâu là Những cái sơ đồ về mặt kỹ thuật ạ. Hai bên nó hợp tác với nhau như thế nào để em nói ví dụ như thế này Lưu đồ giao dịch thanh toán này Đấy, Những cái lưu đồ này là những cái thứ mà chúng ta phải làm Toàn bộ phần công nghệ phục vụ cho cái lưu đồ như thế này Từ A đến Z đó, Các bước khách hàng như thế nào Quy trình hàng Việt theo như thế nào và đối tác như thế nào Đấy, sau dưới này là cái mô tả này mô tả chi tiết này đó đúng không ạ mô tả chi tiết khách phải làm thế nào kiểm tra thông tin cái này là họ làm để bán 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 uh, lót ở trên hệ thống của viettel cái báo user này đó. xử lý lỗi dịch vụ này quy trình phối hợp xử lý lỗi dịch vụ này đó Đấy, em chia sẻ những cái này uh, là để cho mọi người hiểu được rằng là thực ra về cơ bản vào những đơn vị này là chúng ta không phải là khó khăn để vào Đấy. cái vấn đề là chỗ là sau khi mà chúng ta xong được cái 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 công nghệ của chúng ta thì là chúng ta đẩy vào được Đấy, chúng ta xong được cái công nghệ Đấy, hệ thống này chúng ta xong được là chúng ta sẽ có được cái hệ thống xử lý dữ liệu tự động này thì chúng ta sẽ vào được các mạng di động để chúng ta khai thác họ và sau đó là vào các ngân hàng thì em nói luôn là những cái này là team đã có cái team tech này technology của mình là đã quá quen với việc là va chạm với cái này rồi và, và 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 sản phẩm thì em có khẳng định luôn là một là đáp vừa đáp ứng được cái nhu cầu của đối đối tác thậm chí là những đối tác lớn vừa đáp ứng được cái nhu cầu khách hàng thì đây là cái mà mà rất là tự hào của công ty mình em phải chia sẻ thực sự là nói chung là lý do tại sao em lại dám tự tin để đầu tư cả cả nhiều tiền vào 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 phát triển cái câu chuyện này là bởi vì là chúng ta có cái 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 uh, hệ thống này à, hệ thống công nghệ này chúng ta có đầy đủ đầy đủ đúng không em nói telegram hôm nay chắc là có nhiều anh chị mới hôm nay em theo dõi qua thì đâu đó cũng có một vài anh chị mới đúng không em xem thì em sẽ chia sẻ thêm cho mọi người một cái là cái mà chúng ta đang làm là hiện tại đang hướng về là chúng ta là công ty công nghệ mà mang lại được cái 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 giá trị cao. Thế thì công ty công nghệ chỉ suy cho cùng mục tiêu của chúng ta cũng là bán hàng, đúng không ạ? Bán thì chúng ta có mấy cái bán Một là chúng ta có phòng ở Đà Nẵng để kinh doanh. Thứ hai là chúng ta có kinh doanh team kinh doanh về ở à đây đã còn thiếu cả team kinh doanh về 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 phần mềm, ạ nhưng mà căn bản là nó chưa có nên em chưa nốt vào đây thế tuy nhiên là trong thời gian tới cũng đã phải tuyển để chuẩn bị sẵn rồi chuẩn bị sẵn cái câu chuyện là tháng 15 tháng 12 này là chúng ta bắt đầu lên Sapa để, để kinh doanh phần mềm đúng không ạ chứ không phải là không không chờ đợi được nữa thì hiện tại ngoài câu chuyện về team công nghệ thì chúng ta có một đội về marketing hiện tại đang khuyết vị trí là giám đốc marketing thực ra chúng ta cũng chưa đến nỗi quá lớn để mà cần ở vị trí này chúng ta cứ tinh giản đi đã bởi vì vị trí này lương cũng cao lắm lương nó phải ba bốn triệu 30 triệu thì may ra là chúng ta mới tìm được bạn cmo cho nó chất lượng chứ còn nếu mà lương 10, 15 triệu 20 triệu em thấy là nó vẫn bình bình còn thua mà chúng ta đẩy mạnh vào thứ nhất là, là về làm nội dung về làm nội dung thì chúng ta có bốn ba vị trí cơ content này designer và video Đấy, video cũng là một trong những vị trí mà rất là quan trọng thì chúng ta có tất cả là bốn content bốn content thì em cũng chia sẻ với anh chị là luôn luôn như thế này có một bạn content phục vụ cho việc là bán tour này Đó. một bạn content là phụ trách tất cả những cái pet của chúng ta một bạn bạn content là để đăng những cái combo với bán tour rồi là đăng cái việc là chúng ta đang bán cái gì nọ cái kia ở trên mạng một bạn content để theo dõi tất cả các pet một bạn content thì liên quan đến nội dung của nhà đầu tư và một bạn có tên nữa là nghiên cứu tất cả những cái điểm kinh doanh mà chúng ta đang có và các bạn đã phân tích ra được là cái 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 ở đó có những gì chơi những gì mà có thể là, là trải nghiệm được để chúng ta có một cái kênh mà cho cộng tác viên tư vấn với khách hàng em nói ví dụ hôm nay em tư vấn về sapa chẳng hạn thì tất cả những cái điểm ở sapa như là oki hồ hay là uh, thung lũng hoa hay là bản cát cát các thứ là em cũng không cần thiết phải nghiên cứu mà có một bạn có tên là bạn đã nghiên cứu bạn đã chuẩn bị sẵn rồi Đó. designer thì đương nhiên rồi thì nay designer thì có hai bạn phục vụ cho một bạn phục vụ cho à, hệ thống công nghệ app web tất cả <laughs> thứ. chúng ta cần một bạn designer Đấy. một bạn designer là phục vụ cho việc là kinh doanh à, bán à, tour phòng một bạn designer là phục vụ cho liên quan đến nhà đầu tư chúng ta đấy những cái hình ảnh của sản phẩm với tất cả thứ thì chúng ta cũng cần phải có như vậy chúng ta có ba designer còn ở đây có bốn bạn marketing thì trong đó có bạn là một bạn về khai thác về dữ liệu Đấy, lọc toàn bộ dữ liệu của chúng ta ra Đấy, một bạn là chạy ở Facebook và một bạn phụ chạy chạy Facebook Google Đấy, còn các bạn là khai thác dữ liệu từ cái hệ thống của chúng ta chứ không phải là marketing là cứ phải ngồi chạy dữ liệu chạy quảng cáo thì mới là marketing các bạn ngồi phân tích về thông tin khách hàng về thói quen về giá bán về tất cả thứ marketing là 4p mà. giá bán này uh, sản phẩm này uh, con người đó. họ các bạn phân tích như sai chúng ta làm còn bạn video thì rõ ràng rồi thì đây là cái, cái team về marketing của chúng ta thế còn team tiếp theo là team về vận hành vận hành thì team này chắc chắn là công ty nào cũng có rồi công ty to hay nhỏ đều phải có bạn uh, hành chính này. Lo mua bán, lo văn phòng phẩm, lo tất cả các thứ liên quan đến thứ trong công ty. còn bạn về nhân sự, Đấy, hiện tại đã có bạn nhân sự rồi. mới có này, bạn này thì mới có. kế toán của bạn nhân sự là mới có được hai tuần này. chia sẻ thực mọi người là hai bạn này là mới có hai tuần này. còn bạn pháp lý thì là kiêm. Đó. chứ cũng không phải một bạn riêng. tuy nhiên là bạn cũng phụ trách pháp lý, còn bạn kiêm những mặt khác trong công ty. thì hiện tại là chưa với phần vận hành thì chúng ta sẽ có người này người. tiếp theo nữa về kinh doanh cái phần này mặc dù người ít nhưng mà em phải nói luôn là là làm khối lượng công việc là khá lớn bởi vì chúng ta có một lượng có tác viên một lượng có tác viên mà thực sự đấy em ví dụ như là hôm nay các bạn mà cái bạn mà vừa bán được cái tour là bạn có tác viên bạn mới vào luôn đấy chứ mới vào được mấy hôm mà bạn ấy có thông tin bán luôn đấy, ngầu thế mà căn bản là người ta có đam mê thôi đầu tiên là chúng ta về kinh doanh chúng ta một bộ phận là tele sale thì em cũng chia sẻ với mọi người là tele sale là bắt đầu thực ra em nốt vào đây thôi nốt cho mọi người hình dung được thôi chứ còn đội này là hôm nay là mùng 8 đúng không ạ đến ngày 15 là họ bắt đầu mới về full đúng 7 người Đấy, hôm nay em với Hương đi gặp chốt thứ ra cái chị này là chị làm việc với em từ ngày em còn làm giáo đốc kinh doanh với cô bay Đà Nẵng à, chị đã là tele sale cho đội tham xe thì uh, chị cũng theo dõi cái việc uh, hành trình và kinh doanh cũng như phát triển của em từ rất lâu rồi và chị rất là muốn là làm thế nào để hai chị em hợp tác với nhau được thì uh, hiện tại là chúng ta đang cần tổng cộng là sáu vị trí tele một bạn leader đấy em không nói quản lý cái việc là hiệu quả của việc gọi hiệu quả của việc kinh doanh các thứ em không nói nhưng mà sáu vị trí của tele thì em ngồi em kê luôn cho cho mọi người nắm được là sáu vị trí của tele này họ sẽ làm những gì thì thứ nhất một bạn sẽ khai thác toàn bộ cái data về về sapa đà nẵng phú quốc đà lạt mà chúng ta kéo về được ở telegram trong cái telegram này á chút nữa em sẽ chia sẻ cho mọi người về cái telegram này chúng ta các bạn sẽ tele sale ấy, bạn sẽ làm thông tin như thế nào xử lý thông tin như thế nào thì một bạn xử lý gọi khách và một bạn sẽ là gọi khách doanh nghiệp và tổ chức để chúng ta bán khách tour khách đoàn ra cách khách tour với khách đoàn thế thôi nhưng mà nếu mà bán được một tour một đoàn lãi thì chục triệu hai chục triệu ngay chứ không phải là đơn giản đúng không ạ thì đấy là bạn thứ hai là về khách tour khách đoàn bạn thứ ba là sẽ dùng bạn sử dụng bạn đấy để chăm sóc cái cái uh nhà đầu tư liên quan đến phần nguồn vốn của chúng ta. Đấy mà bạn Telesale bạn phụ trách. Có thể bạn ấy sẽ đi tìm thêm nhà đầu tư ở các cái nguồn các cái kênh khác và chúng ta sẽ có một cái cách bán về 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 đầu gói đầu tư sắp tới nó sẽ đóng gói gói đầu tư nó mà gói đầu tư đấy nó sẽ tối thiểu là 20 triệu. Cái cách bán nó cũng hoàn toàn khác với bây giờ em cũng đã trao đổi với rất nhiều bạn về 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 bán kỳ nghỉ, bán sở hữu kỳ nghỉ này, tham xe, bán bất động sản và các bạn nói rằng là khách hàng mà người ta đầu tư vài chục triệu ấy nó nhiều lắm đặc biệt là sản phẩm chúng ta là cơ bản là nguồn vốn được giữ nguyên lại được chia lợi lại được quyền lợi đi du lịch đó ví dụ như sở hữu căn hộ ở đà nẵng là chúng ta một năm là được 5 ngày 5 ngày đi du lịch đúng không ạ thì nó tương đương với tham xe mà lại không không phải đóng phí thường niên lại còn được chia lãi hàng tháng thì chả có lý do gì mà nhà đầu tư người ta không đầu tư cả và cái chị leader này là chị có tập khách hàng của tất cả những khách hàng đã từng mua sở hữu kỳ nghỉ của cô bay này anma này và một vài cái kênh như crystal hay là one uh, hay là overcation hay là dream thì chị đều có data những khách hàng như thế cả thì chị sẽ đẩy tele và các bạn sẽ trả mời đấy là ba việc rồi đúng không ạ việc thứ tư nữa là chúng ta sẽ uh, chăm sóc lại chính những cái khách hàng mà 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 họ đang sở hữu cái 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 cái, cái uh, những cái căn hộ condotel theo để chúng ta có thể là lấy cái cái tour của họ về chúng ta sẽ sẽ bán. còn lại hai bạn nữa, lại bốn bạn, còn hai bạn nữa thì các bạn sẽ phục vụ cho cái uh, hệ thống công nghệ của chúng ta. Các bạn sẽ uh, gọi để chào về phần mềm cho tất cả các khách sạn mà chúng ta đang làm. Đấy. Thì uh, ngoài Sapa thì có những địa, địa điểm khác mà chúng ta sẽ triển khai. thì Trước hết chúng ta sẽ làm tele sale từ xa trước. Nếu mà bạn nào em nói uh, em nói ví dụ như là Hải ấy, ở, ở ở trong uh, Phú Yên ấy, thì Hải hoàn toàn có thể kinh doanh cái sản phẩm phần mềm. thì tele các bạn sẽ hỗ trợ các bạn để hướng dẫn. Được, cảm ơn mọi người ờ, cả các bạn tele này thì các bạn sẽ phụ trách thêm cả việc là bán thì các bạn hay các chị mà có nhu có khách hàng hay như thế nào đấy thì các bạn tele này các bạn sẽ tư vấn cho ngay lập tức còn uh, cái đội kinh doanh tour thì hiện tại ở công ty cơ hữu là chỉ có 4 sale thôi mà phụ trách toàn bộ tất cả những cái thị trường từ 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 Sapa Đà Nẵng uh, Nha, Nha Trang Đà Lạt Phú Quốc đó. Ngoài ra chúng ta vận hành một cái mấy cái group chúng ta sẽ tạo từng cái group riêng một nó theo insight của từng cộng tác viên để ví dụ như là dân văn phòng các bạn sẽ nằm trong một nhóm các bạn trẻ các bạn nằm trong một nhóm để chúng ta khai thác còn đội kinh doanh Đà Nẵng hiện tại chúng ta có hai người Đó. và Đà Nẵng thì có lễ tân dọn phòng và bảo vệ hiện tại đang đang phát triển còn đội kinh doanh Đà Nẵng thì hiện tại chúng ta có hai người một người là là bạn Đức ở trong trong cho Đà Nẵng và một người là ở phụ trách ở ngoài này đang uh, cố gắng tìm kiếm những cái um, cặp đôi về du lịch trang mật và chúng ta cũng tương đối là ổn về việc đấy. Còn về phần nguồn vốn nó cũng sẽ phần nằm trong phần kinh doanh. Thì uh, uh, nếu mà em cũng chia sẻ luôn là nếu mà mọi người nhận thấy ở ở, ở cái câu chuyện về kinh doanh của em ấy thì uh, về cơ bản thứ nhất ấy, nó không quá là là công cành, nó rất là đơn giản và thực ra là cái chi phí dành cho nhân sự nó cũng ở mức độ mà công ty hiện tại là đang tự nuôi được hay nói ví kinh doanh tour thì hiện tại đã đang nuôi được. Đó. Thế còn về câu chuyện về nguồn vốn mọi người có nhìn thấy là nguồn vốn nó chỉ là một phần ở trong cả một cái bức tranh này các bạn. thì em cũng chia sẻ luôn là đối với em ấy thì nguồn vốn nó rất quan trọng để chúng ta có thể đi xa hơn và đi nhanh hơn. nhưng tất cả những cái thứ ở trong này là nó đều phải sinh ra những cái giá trị và mang lại nó chung chất chiu từng vị trí một để mang lại cái cái cái, cái lợi ích cho công ty chứ không phải là chúng ta tuyển đông người về rồi xong rồi chúng ta bắt đầu mới nghĩ ra công việc ở đây là cứ phát sinh đầu công việc nào thì bắt đầu mới mới liên quan đến đầu công việc đó em nói ví dụ như là các bạn tele thì lúc trước ấy, là sale phải tự tele kinh doanh thì các bạn phải tự tele tele sale tuy nhiên đến thời điểm này là chúng ta cái số lượng khách hàng mà chúng ta kéo về được nó đang quá nhiều Đấy, số lượng khách hàng mà chúng ta kéo về được thì nó đang cực kỳ nhiều luôn em bị chia sẻ về cái telegram nhé sunbot chẳng hạn đấy. thì lượng 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 uh, lít kéo về là nhiều quá nên là chúng ta bây giờ phải có tele để lọc khách hàng trước Đấy, ví dụ như này nhóm em khoảng bốn năm người dự kiến ngày 11 tháng 12 đi mọi người cho em xin đấy tức là bốn ngày nữa chắc cái này các bạn cũng chốt rồi đây không phải không sapa bắt đầu tháng 1 đấy. nhiều lắm luôn cái số lượng 1,4 k chẳng biết từ hôm nào em chưa đọc mà nó đã ra được này dữ liệu rồi. Thì à, sau khi mà các bạn sale các bạn đấy tư vấn thì bắt đầu mới nhận thấy một cái câu chuyện là gì? Câu chuyện là chúng ta cần phải có một đội tele sale các bạn đấy gọi để xử lý cho 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 các bạn sale để giảm cái thời gian tiếp xúc với những khách hàng mà mới chỉ là câu chuyện tham khảo. Đó. Mà tập trung vào những khách hàng mà đang đấy những khách hàng đang có nhu cầu gấp thì chúng ta sẽ chốt nó nhanh hơn và nhanh ra tiền hơn thì đấy là cái mà tele em nói ví dụ như là hôm trước không có đúng không ạ ngày mai bắt đầu mới có ngày kia bắt đầu mới có ngày ngày mai một bạn ngày kia một bạn và từ giờ đến 15 tháng 8 em khẳng định luôn là có 17 bạn tổng cộng là 7 bạn và hôm nay cũng phải dành gần như là cả buổi sáng để em sắp xếp lại cái văn phòng thì thì chắc để mai minh <laughs> chụp ảnh lại nó nó chia lại sẻ lại cho mọi người về việc là văn phòng của chúng ta hôm trước đến nó chỉ có khoảng 7 8 người, chục người nhưng hiện tại đã là mười mấy rồi. 18 19 người rồi và em uh, kỳ vọng rằng là trong tháng này quân số của chúng ta sẽ tăng lên đến 30 người và có đưa ra một lời hứa với anh em là nếu trong trường hợp mà uh, chúng ta đạt đến người thứ 31 là anh sẽ tìm thêm một cái văn phòng mới ở cạnh ở trong tòa nhà này hoặc là tìm phải tìm một địa điểm khác để chúng ta làm. Tại vì cũng chia sẻ với anh chị là nếu mà chúng ta đến người thứ 31 bọn em là người thứ 31 thì bình quân cái chi phí dành cho nhân sự mỗi tháng nó cũng đã phải rơi vào tiền trăm triệu, hai ba trăm triệu. Đấy. mà hai ba trăm triệu thì cái việc thêm một văn phòng mấy chục triệu để để đáp ứng cái chỗ làm việc và và cái không khí làm việc cho mọi người thì em cho rằng là nó cũng là cái điều nên làm. Thực tế ra là nó làm điều nên làm. Đấy. Nhưng mà quan điểm luôn luôn đưa ra một quan điểm là khởi nghiệp phải tinh gọn, phải đơn giản hết sức. Đấy. Những cái gì mà chúng ta thực sự cần. Đấy, có những cái gì mà chúng ta không thực sự cần thì thôi Ví dụ em nói ví dụ như trong câu chuyện này ở đây Có những vị trí mà chúng ta đâu có cần nữa. Ví dụ lễ tân chúng ta chưa có này à, Lễ tân chúng ta chưa có Nhưng mà bạn nhân sự này bạn sẽ kiêm cả vị trí lễ tân Đúng không ạ Đấy, Ví dụ là có, có bạn kế toán này Thì chúng ta chỉ có một kế toán mà phụ, mà phụ trách toàn bộ Cả từ kế toán về tiền lương này Kế toán về Dòng tiền thu chi của công ty Gọi là thu chi dòng tiền vào ra công ty Và kế toán nữa là về cái Liên quan đến việc là theo dõi theo dõi tài chính về đặt à. phòng booking check tài khoản các thứ cho 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 khách hàng đặt phòng ngày cũng uh, mười mấy bây giờ mười mấy hai mươi cái booking rồi khách hàng các bạn kế toán các bạn phải check liên tục uh, về nguồn vốn thì đấy những cái gì mà chúng ta đang làm các anh chị xem các group là 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 cũng rất là rôm giả các cái chương trình đưa ra cũng tương đối là phù hợp và cũng khá là nhiều đúng không ạ từ chương trình quay số chương trình ngày 12 tháng 12 cho đến những gì khác mà cũng chỉ có hai bạn phụ trách, trong đó có một người tên là Minh. <laughs> Chắc là anh chị cũng quen biết. <laughs> Còn lại một bạn khác thôi, chứ cũng không có quá nhiều người. Đấy, thì đây là cái sơ đồ mà em uh, chia sẻ với mọi người. Thì uh, ở đây có một cái, em nói ví dụ như thế này đi. Đây ví dụ như sale thì sẽ nằm ở đây đúng không ạ? Sale nằm ở đây. Sale. Đây để em tắt cái này đi. Tôi mở lại này. Đấy, thì sale các bạn sale các bạn sẽ nằm ở chỗ đây chỗ này Đó. sale chỉ nằm ở hai quản lý hai khu vực này thôi quản lý data và quản lý cái thông tin mà mà mà, là, mà cộng tác viên mang lại cho chúng ta còn toàn bộ những cái bán khác của chúng ta về công nghệ anh chị có thể đi được không ạ là cái, cái, cái sơ đồ này và chúng ta trong thời gian tới chúng ta sẽ chuẩn hóa bằng 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 công nghệ hết đúng không ạ tất cả những dữ liệu này về thì đa phần là cho vào mua bán hàng và giao doanh thu còn sale là dành cho những trường hợp mà khách đến từ những mạng xã hội Các cái mạng xã hội mà mà hiện tại chúng ta đang làm ấy, đây, khách đến từ đây M là cái bảng này toàn bộ khách đến từ mạng di động này mạng thông di động mạng đối tác và mạng CMS và data sẽ do hệ thống tự động xử lý còn sale chúng ta chỉ phụ trách mấy cái group là telegram và mạng xã hội thôi Cái này cần kinh doanh trực tiếp và chúng ta còn có một cái quy trình kinh doanh trực tiếp thì ở đây có câu chuyện là nó sẽ phát sinh một cái để chúng ta nhìn thấy đúng, không? đúng rồi. Đây cái này Thì đây từ khi có phát sinh cái này đầu tiên là sale làm gọi điện cho khách hàng mời đúng không ạ thì đầu tiên là sale làm nhưng bây giờ là sale quá tải rồi sale chỉ tư vấn uh, cho khách để đặt phòng thôi thì đã là, là là hết thời gian rồi thì bắt đầu là chúng ta có tele tele người ta sẽ vào người ta làm hai việc đầu tiên là gọi điện cho lúc này để khách hàng đồng ý và tiếp tục là nếu khách hàng mà không nghe thì chúng ta lại tiếp tục là gọi điện cho họ một lượt nữa Đấy. hoặc là chúng ta gọi để gọi không nghe máy gọi ba lần gọi không nghe máy tiếp này tức là chúng ta sẽ cố gắng làm thế nào để khai thác tối đa khách hàng và cứ khi chúng ta có nhu cầu thì chúng ta lại lại, lại lại tăng thêm cái cái nhân sự phù hợp với từng cái vị trí đấy nhưng mà cũng nhấn mạnh với anh chị là cái niềm tự hào lớn nhất của em chính là ở đây chính là công nghệ là những anh em đã theo em đến sáu uh, bảy năm nay bảy năm nay rồi là cái thế mạnh mà lớn nhất mà và cái tự tin lớn nhất mà em dành vào đó chính là cái bộ phận công nghệ các bạn vẫn đang làm được những cái gì mà mà là chẳng biết tại sao nhưng thị trường người ta cũng chưa làm đến, mình cứ làm đã, còn lúc đến lúc họ làm đến thì có thể chúng ta đã đi được một quãng đường khá xa rồi, chứ không còn là gần nữa, đúng không ạ? thì hiện tại các bạn nhân sự này, bạn ấy còn làm được cả cái việc là hỗ trợ để quản lý cái phần cộng tác viên này nữa cơ nhân sự và kế toán hỗ trợ việc quản lý phần cộng tác viên này, nhân sự thì hỗ trợ về cái những bạn cộng tác viên mà lên công ty thì phải hỗ trợ họ uh, liên quan đến những cái sâu kit hay là những cái uh, uh, hướng dẫn còn kế toán là bạn sẽ liên quan đến việc là theo dõi doanh số doanh thu cho 200 các bạn công tác viên này thì uh, hiện tại cũng uh, 200 nhưng mà 200 này thực ra là con số 200 thôi nhưng mà theo em nó cũng chỉ khoảng độ 25 30 phần trăm là phát sinh số thôi còn lại 60 phần trăm còn lại thì cũng mới chỉ là theo xong thì nghe thế thôi chứ cũng chưa có cái 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 cái, cái hành động cụ thể để mà ra doanh số Rồi nếu mà 200 bạn có tác viên này mà ra doanh số thì có mà chúng ta lại nhanh chóng để, để, để chia lợi nhuận 6 tháng hay là một năm Đây là phần uh, sơ đồ Sô đồ về điều hành mà, mà mà em xây dựng, nói chung là nó rất là đơn giản và tinh gọn thôi mà không phức tạp. Uh, thì phần sau, ngay sau phần này thì em sẽ trao đổi cho Kiên với ở Thiệp, hai bạn đã trao đổi về cái uh, chuyến công tác Sapa vừa rồi và cái kết quả các bạn thu lại được và sau đó em sẽ có một chút tổng kết là sẽ sale cái sản phẩm đấy nó sẽ như thế nào à, chào mọi người ạ thì hôm nay em xin báo cáo cái kết quả kinh doanh Sapa kết quả khảo sát Sapa của em với bạn Kiên sau ạ cái khảo sát về cái sản phẩm công nghệ của mình Đừng. thì trong qua hai ngày khảo sát thì bọn em đã khảo sát cái số lượng là 56 người thì 56 này là phần lớn thì sẽ là chủ khách sạn và người quản lý có cái quyền quyết định trực tiếp chỉ trong đó khách sạn 4 sao thì tiếp cận được 3 khách sạn 3 sao thì sẽ có 24 và 2 sao là 17 hôm tây thì em chỉ khảo sát 12 thì xong cái 56 đơn vị khảo sát này thì có 34 đơn vị đồng ý sẽ sử dụng cái phần mềm của mình trong đó 4 sao thì có cái khách sạn Sapa Passion Hotel Spa 3 sao thì có cái Sapa Load là lớn nhất là 130 phòng so đến những khách sạn khác có tầm 30 phòng trở dưới như là Bạn Hồng Hotel và Sapa Slow Hotel Hai sao thì tầm 12 phòng và 11 phòng thì hôm tây thì cái đơn vị phòng nó sẽ là ít nhất nhưng mà họ sẽ rất là cần thiết bởi vì họ bán chính là qua các đơn vị đại lý bán combo nên là một ngày họ phải check rất là nhiều nên họ là những cái đơn vị cần thiết nhất cái phần mềm này và mức giá ấy, họ sẵn sàng trả cho mình là 500 đến 600 nghìn một tháng đối với khách sạn có số lượng phòng là dưới 30 phòng. Những cái đơn vị như Sapalot 130 phòng thì chú ấy chia sẻ là sẵn sàng chi trả là 1 triệu rưỡi một tháng. Thì đây là cái tỷ lệ thì cái cái hôm tây những cái tính năng mà khách sạn và hôm tây mong muốn là họ muốn phân quyền cho đại lý để có thể là trực tiếp kiểm tra phòng và đặt phòng trên cái phần mềm của mình đẩy thêm nguồn khách sạn cho khách sạn để gia tăng đẩy thêm nguồn khách hàng cho khách sạn để gia tăng tỷ lệ lấp đầy phòng và có cái báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày để cuối ngày họ chỉ cần vào kiểm tra mà không phải trực cái máy tính cả ngày như trước thì có thêm một số đơn vị muốn kết nối với cái tính năng là kết nối với kênh OTA như Booking, Agoda, cho Traveloka như là cái Hostel Mega View và Solo Hotel, Scenery Hotel thì họ muốn có những cái tính năng này để có thể là giảm cái thời gian và chi phí họ bỏ ra vào cái việc vận hành, đặc biệt là cái việc là kiểm tra tình trạng phòng chống và đặt phòng của bên đại lý. Kết luận thì. Qua đó thì bọn em kết luận như sau này. thì đa số các đơn vị kinh doanh cơ sở lưu trú trên Sapa đều đang phải cái gặp phải cái tình trạng là khó khăn trong việc kết nối và làm việc với đại lý như là kiểm tra tình trạng phòng, báo giá và cái khai đoạn thanh toán. Thì họ vẫn quản lý thủ công, chưa áp dụng được cái công nghệ nào vào nên là cái chi phí cho việc vận hành nó rất là tốn kém và rất là mất thời gian. Nguồn khách hàng thì một số bên... Đã phụ thuộc chính vào cái kênh OTA nhưng mà hiện tại thì đang cái mùa dịch nên là OTA nó cũng không có khách nên họ rất là bị động trong cái việc này nên là cần bên mình đẩy khách vào rất là cần thì, thì qua đó họ đang cần cấp một cái hệ thống phần mềm giúp khách sạn giải quyết được các vấn đề đang gặp phải và họ mong muốn là được mình hỗ trợ về công nghệ liên tục trong cái thời gian sử dụng thì đây là cái kết quả khảo sát của bọn em trong 3 ngày ở Sapa. Em, sẽ... em quay lại, quay lại cái dạ. Uh... quay lại những slide mà không slide có tên đây đây sư này đi. À. Ok, em uh... bỏ vào à, bỏ mic đi. Uh, em sẽ chia sẻ với mọi người. Sao nó cứ vọng vọng nhỉ? Alo. Đó, ok em sẽ chia sẻ thêm mọi người là trong cái phần khảo sát của các bạn này là nó không bao chưa bao gồm cái khách sạn mà hôm trước mà em lên em khảo sát với các bạn không khảo sát lại hôm trước mình có lên khảo sát là 10 cái trong đó có hai cái bốn sao một cái là quay lại quay lại cho anh kia một cái là sapa cham này đúng ạ một cái tên là arengo arengo Đấy. thì là nó sẽ nằm ở cái phần 4 sao này là những khách sạn mà chúng ta đã đã khảo sát ngoài ra thì hôm trước ví dụ khách sạn 3 sao chúng ta còn La Casa đúng không? Ừ. La Casa này. Ờ, à, gì nữa nhỉ? còn cái Sapalot này chính là cái mà hôm nay chốt khách đi 50 người vào đấy. 130 phòng họ còn chứa được khoảng. Với 130 phòng này là có những phòng hai giường. Họ chứa tối đa đến tận 300 khách cơ. Đúng phải không? À, họ có đầy đủ mọi cái thứ liên quan đến như là nhà nhà hàng bao gồm cả một tầng có cả không gian để làm gara dinner cũng như có cả không gian để làm Uh, cái bbq ở ngoài vườn cũng như là đốt lửa trại cái 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 sạn sapalot này là khách sạn mà uh, em nói thật là cái ông chủ khách sạn này tại sao người ta cũng giỏi người ta quản lý vào file Excel 130 phòng giỏi thật chứ mình tôi không đâu tại vì ví dụ khách đoàn của mình ấy, là mình đã chốt như thế chốt phải gần 30 phòng đấy, thì sau đó là 130 phòng mà vào mùa cả, nó cũng hiểu làm nào chú ý chốt được à, chú ý quản lý được cái khách sạn của chú chỉ bằng file Excel mà hôm trước các bạn còn đi uh, trên đấy để còn có một uh, chủ khách sạn mới ra là còn giỏi đến nỗi mà uh, người ta quản lý bằng miệng cơ <laughs> người ta nhớ được hơi gọi là giỏi cơ còn không quản lý bằng sổ người ta nhớ được cơ uh, thế mới siêu nhân người ta có bao nhiêu phòng ở nhà kia nhỉ người ta 31 phòng mà <laughs> người ta quản lý bằng miệng người ta nhớ được một người duy nhất thôi thì phải nói là đúng là họ kinh doanh trong nghề nó quá lâu rồi và cái cái trì trệ về mặt công nghệ nó nó, nó in sâu vào cái cái kinh doanh của người ta rồi nên là cái gì nó hơi khó khăn và khi mà thấy cái sản phẩm của chúng ta là họ thực sự là là thích luôn bởi vì chắc là đến tuổi này rồi họ cũng chán rồi chán cái việc là suốt ngày phải nhớ suốt ngày phải check suốt ngày phải các thứ nên họ cũng cảm thấy là mệt rồi nhiều khi nó bán đơn giản là họ đặt cọc 50 trăm là có 600 nghìn thôi Thế nhưng mà thanh toán liên tục ngày phải toán mấy lần mấy, mấy lần đó thì em quay trở lại cái câu chuyện về cái phần mềm của chúng ta thì có một cái bước đầu rất là may mắn là khi chúng ta phát hiện ra được cái nhu cầu này là chúng ta cũng đã khảo sát trước rồi nên khi chúng ta quay trở lại là có những cái phòng như là có những khách sạn như là 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 Tại nam hay Himalaya nhưng mà họ phòng nó ít thôi nhưng mà cái khách bởi vì cái phòng của họ ít nhưng mà lại lại luôn luôn là ở trong tình trạng là full nhưng nhưng có những lúc lại lại không full nhưng cũng không ai biết Đó. tất cả các đại lý là không ai biết là full hay không thì chả lẽ bây giờ họ lại gọi điện đến từng đại lý hoặc nhắn tin nhắn đến từng đại lý một là ôi bạn ơi mình hôm nay đang chẳng hiểu sao có đoàn nó hủy lại đang thừa phòng thì cái hệ thống phần mềm của chúng ta nó cũng có một cái tính năng được là nó có thể gửi cho toàn bộ đại lý email hoặc tin nhắn sms là còn phòng vào thời điểm nào đó để cho họ biết đường là họ lùa khách vào cho cho khách sạn. Thì đây là một trong những cái tính năng mà thực sự mang lại cái hiệu quả. Và anh chị cũng nắm được ạ? Khoảng 500 đến 600 000 nó tương đương với khoảng 15 đến -20 20.000 trên một phòng một tháng. Đấy mà nếu chúng ta có uh, uh, khoảng mỗi khách sạn bình quân ở trên đây nó khoảng là em cho khoảng 50 phòng đi. Hay 30 phòng đi cho nó vừa. Đấy 30 phòng đi thì uh, tương đương với chúng ta thu được khoảng 600 500 000 một tháng. Đó, thì cũng là khá rồi đúng không ạ ai trong khách sạn là chúng ta cũng thu được trăm triệu một tháng rồi mới ít đâu đó mà ở trên sapa là đâu đó như 800 đến một nghìn cơ, cơ sở kinh doanh lưu trú tự được tính sao số để lên còn những cái cơ sở theo kiểu nhà trọ với lại là mấy cái khách sạn tự phong thì em nghĩ là chắc là nó chẳng cần thiết phải kinh doanh à uh, đang đi kinh doanh thì ghê gớm lắm à không Giá này là không nhân theo số sao đâu Hải ạ. À. Giá này là nhân theo số phòng thôi. Đấy, thông thường ấy, nhiều sao ấy, nhiều sao là đây dưới 30 phòng là anh lấy là tối đa là 600. Từ 30 phòng trở lên là có thể sẽ nhân theo số phòng. Anh nói ví dụ như là 15.000 một phòng. Đấy. Tối thiểu là 600.000, 40 phòng là lấy 600, còn 50 phòng thì là 750. Đấy. Hải em cứ nghiên cứu đi, em cứ nghiên cứu đi nhá. À, về bán phần mềm ấy. Tại các địa phương thì 10 đến 15 doanh số hàng tháng CEO sẽ nhận được Người bán đi, CEO chẳng cần Tiện ở chỗ này em sẽ chia sẻ luôn với các anh các chị ở đây nhá Anh nói với dụ Hải nhá, Em chỉ cần là Làm thế nào để người ta sử dụng phần mềm của chúng ta Anh nói ví dụ như là em khảo sát ở địa phương của em nhé Có khoảng 100 khách sạn Anh sẵn sàng cho một bạn sẵn sàng cho một bạn sale bạn ấy đến bạn ấy hỗ trợ em và toàn bộ doanh số được ghi rồi và nhận ở phía em em nói ví dụ như là em tìm được 100 khách sạn đúng không là một tháng là công ty thu được 100 triệu từ cái 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 100 khách sạn này cứ đều cho bắt tranh tháng nào họ cũng trả phí thì một tháng em thu được là 10 triệu đến 15 triệu tiền commission từ kinh doanh phần mềm của chúng ta Đó. anh nói ví dụ họ không mua 6 tháng một lần thì cứ một lần như thế họ mất 6 triệu thì em được 600 nghìn. Đã. Kể cả là các bạn họ tự gia hạn đi chăng nữa thì bạn bọn em vẫn nhận được gần đấy tiền. Đã, quan điểm của anh là cái phần chi phí dành cho sale nó sẽ rơi vào khoảng 25%. Đã, bao gồm cả sale, cả cộng tác viên, cả tất cả các nguồn. Riêng đối với phần mềm là bỏ 25% chi phí ra để dành cho sale. Tối thiểu nhé. Còn nếu mà bọn em bán được doanh số cao, anh nói ví dụ ở địa phương đây bán 100 triệu thì sẵn sàng là thưởng thêm. Mỗi tháng thưởng thêm vài triệu bởi vì sao bởi vì cái phần mềm này là công ty làm ra phần mềm công ty làm ra là toàn bộ cái phần doanh thu là doanh thu gần như là doanh thu net hết chúng ta chỉ phải trả một cái chi phí dành cho server nó nó nói thẳng ra là mỗi mỗi so với số tiền hàng tháng tính về doanh thu tại vì là uh, không chúng ta thuê cloud hết cloud của amazon hết thì tiền điện là amazon nó trả Đấy, chúng ta chỉ uh, trả cái phí mà theo cái 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 data mà chúng ta dùng của họ thôi, ờ, nó không nhiều đâu, tại vì uh, cái data đấy là chúng ta phân bổ cho cả công ty chứ không phải chỉ là phân bổ cho nguyên phần phần công phần phần mềm để bán này. À, anh uh, cho rằng là nó chỉ chiếm khoảng một hai phần trăm cái 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 doanh số mà bán phần mềm thôi, còn lại là nhân sự, đấy. còn lại là nhân sự hết, nhưng mà chúng ta đã xây dựng ra được rồi, chúng ta chỉ nâng cấp và update thôi cập nhật cái cái gì đó mà họ cần sửa lỗi vá lỗi các kiểu chứ còn cũng không là quá lớn Thêm ra là riêng phần sale thì anh cam kết là tối thiểu là 10 phần thời gian đầu có thể hỗ trợ là 15 để Đấy. cho mọi người có thể kiếm được tiền